Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Tiếp tục chương trình hỗ trợ tiền nhà cạo cho những người bệnh. Thì hôm nay Đại Tú có mặt tại đây là ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì đại diện cho các mạnh thường quân hỗ trợ gạo và tiền. Giờ đây mời chúng ta bước vào bên trong để thăm anh Thạch Châu Long. Anh bị té xe, nằm trên giường cũng hơn một năm rồi. Thì gia đình cũng rất là khó khăn. Giờ đây mình bước vô bên trong để mình coi cảnh của anh như thế nào hay gì. Rồi mời. Bữa nay chị em đi bán hả? Quá thì nghèo rồi, ôi ơi. Như vậy là sao mặc quần mà cái vô bị ra được, khỏi mặc quần đi, đặng giúp cho nó khô. Quá thứ rồi. Mấy cái băng nó gỡ được không chị? Tháo cái đầu thai con mới rồi chứ. Đau không anh? Nó dính nó chẳng rồi. Đau không anh? Không biết đau không? Tại vì hơn nửa xương sống này trở xuống đây là bị gãy ruột sống hả? Gãy xương sống hả? Dạ. Bị gãy xương sống là mất cảm giác hơn nửa, từ đây xuống đây là mất cảm giác rồi. Lỗ này nó tiếp xúc đâu nè, quên. Bữa đó cái chỗ này đâu có phía đâu, bữa nay là nó phía xuống luôn nè, phía cái mắt cá này xuống luôn nè, mắt luôn mắt cá luôn nè. Dữ quá, quá tiếc rồi. Này để lâu không được, phải ăn nguồn hoài á. Ăn nguồn rồi cái này nó không khô, bị không nguồn. Này như vậy là nó không phải là cách đâu chị ơi. Như vậy là nó không phải là cách. Cắt cái tivi giùm em nha chị. Tại vì mình muốn thật sự mình muốn là chị hết cái này là phải là làm sao á, như là anh Thạch Châu Long mới bệnh gì đó, chứ còn như vậy hoài là nó ăn cứ ăn nguồn nguồn vô gì là nó banh đít quá luôn, nó banh đít luôn cái đít luôn, còn cái xương không à, nhiều khi nó ảnh hưởng tới ngũ tạng của ảnh là lên thận rồi nó lên dài dài lên ruột rồi từ từ ảnh chết chứ sống không nổi, không sống nổi nếu để gì hoài. Mình phải có một cái biện pháp, có một cái cách để mình trị cho nó hết thịt thúi này, nó cho nó khô luôn chứ không để gì được. Giờ khỏi mặc quần, đừng mặc quần nữa cho nó khô có được. Xịt thuốc gì? Xịt thuốc à, ô muối, dầu ô muối chứ là đi ra xịt cũng lúng quá, chè nó lầy rồi nó xuất huyết vô sâu rồi. Cái này là vô tới trong trong luôn rồi, quá nhiều rồi. Sườn quá nhiều rồi. Đau không? Đau không anh Cương? Dạ không biết đau. Nó hầm nó sốt bị đau bụng ai nhiều lắm. Cái bụng đầy hôm bữa đó là gì, bữa nay nó bớt chưa? Cái bụng cứng hôm bữa đó. Bớt rồi. Bớt hả? Ba dạ ba. Trời ơi quá tràn nhiều rồi. Nè mình thấy có cái biện pháp làm cho nó khô được quá nè. Mình lấy cái mài nó ra rồi mới xúc thuốc rồi lại cái lại. Quá khứ. Cái lỗ này quá sâu, cái lỗ bên đây nè. Nó như bị nhiễm trùng. Cô ấy chỉ con là nó sẽ mua thuốc ấy xem á. Thuốc bắc mà một chai nó 6 triệu thôi. Chai 6 triệu thôi. Trong cô cũng bị như nó hết, nó 6 triệu thôi. Này nó sâu nhiều quá rồi.
Nhưng mà cá này đợt trước em tới cho tiền nó đâu có bị nó quét tự dữ đâu, nó quét tự mà. Cái ống giò này bị luôn đó hả chị? Dạ, bị luôn. Thì nó thúi rồi, nó thúi tùm lum chứ ha. Nó thịt nó lỡ lỡ tùm lum chứ. Giò bên đây nó teo rồi. Teo nhỏ xíu rồi. Teo nhỏ xíu rồi. Tự nhiên nó bị ảnh hưởng rồi, ảnh hưởng tùm lum chứ. Thì kính thưa anh chị, thì hôm nay em tới cũng đại diện cho một số mạnh thường quân để hỗ trợ cho gia đình. Một là chị Thị Châu bên Mỹ hỗ trợ cho gia đình là 500 ngàn. Hai nữa là em đời ở trên Bình Dương đó, thì cũng gửi cho anh 200 ngàn đến là 700 ngàn. Và bên cạnh đó thì con của chú Tư Lĩ có hỗ trợ cho 20 kg gạo để hồi hướng công đức cho chú. Thì đây em gửi tiền, anh nhận tiền cho chú. Đây là 500 ngàn của chị Thủy Châu và 200 ngàn của em đời và 20 kg gạo của con của Tư Lĩ hồi hướng công đức cho chú. Thì kính thưa quý vị, thì vừa qua cô bán chị em mình cũng đã coi qua chương trình của anh Châu Cương. Anh bị té xe là đau hơn một năm rồi phải không chị? Hơn một năm rồi. Thì tình trạng sức khỏe đó, thì hiện tại anh bị gãy cột sống, liệt nửa người, từ đây xuống đây là nó không có biết cảm giác. Là hiện tại là anh phải nằm trên giường như thế này. Chị thì đi bán cá. Kinh tế gia đình hiện tại thì do một tay chị vợ anh Châu Cương để gánh vác. Thì anh hiện tại giờ là nói chung là anh không có mặn được luôn rồi đó. Anh hiện tại giờ là chỉ lo bệnh thôi. À, hiện tại cô bác anh chị em mình thấy đó là cái mông của anh đó là bị lở khuyết vô rất là sâu. Gia đình cũng bó tay mua một chai thuốc là 6 triệu ạ. Mà làm sao mua nổi. Mà hiện tại sức những cái thuốc khác thì nó không có hết. Mà nhìn thấy anh đó thì cũng tội nghiệp dữ lắm luôn. Thì cô bác anh chị em mình đó coi qua chương trình, nếu có hỗ trợ giúp đỡ được cho anh thì rất là tốt. Một chai thuốc 6 triệu cái gì? Thì cũng rất mong là những vết thương lở lét này của anh Châu Cương đó thì nó sẽ hết, để anh trở lại cuộc sống bình thường. Anh có thể là đi bán vé số hay là làm gì đó phụ tiếp gia đình để hỗ trợ tiếp vợ anh qua lúc mà khổ khó. Thì kính thưa quý vị, thì chương trình trao tiền thì cũng đã xong rồi. Thì chúc cho anh được nhiều sức khỏe ha. Anh cũng nằm đây thôi, cũng nhớ niệm Phật cho anh Châu Cương ơi. Mình giờ mình cũng không làm gì thôi, vì bà xã nó đi bán cá chợ đó, mình ở nhà mình biết bệnh của mình gì đó, nó khó khăn quá, cần niệm Phật để chuyển nghiệp đi ha. Dạ. Em cũng thấy cái vết thương này cũng xót xa lắm mà không biết sao giúp đỡ được. Rồi mong anh chị cũng cố gắng lên ha. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì chương trình trao tiền và thăm hỏi sức khỏe cũng như là nói với cô bác mình hiểu được gia cảnh của anh Châu Cương là như vậy đó. Cô bác anh chị em nào có lòng hảo tâm thì giúp đỡ thì cứ liên hệ với đại tú, thì chúng ta có thể giúp đỡ những người bệnh, những người khó khăn. Thì chương trình trao tiền về đây xin đã hết. Xin kính chào tất cả quý vị và chúc quý vị chúng ta coi chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc quý đồng đạo chúng ta luôn tu hành tinh tấn và chúng ta cố gắng để bước lên con đường tiến hóa của Đức Phật đã dẫn dắt, thì chúng ta không còn chịu sự linh hồi khổ não của trong cõi ta bà khổ đau nữa. Về đây đệ tử xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.